Dạ vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Mi Nhật Bái. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên video review và báo giá trực tiếp cho bà con một cái lô máy sới đa chức năng đến từ rất nhiều thương hiệu bà con nhé. Hôm nay thì có cả máy dầu này, máy dầu đề nổ giật nổ này, máy chạy xăng, tay lái quay 360 độ, máy một giò hai bánh lỡ nhá. Hôm nay có một con máy này bà con, CT35 của Kubota nhá. Đó thì hôm nay thì em có báo giá trực tiếp lên các cái mặt máy để bà con có thể xem và tìm cho mình các cái dòng máy phù hợp bà con nhé. Thì bà con muốn mua hàng hoặc là quan tâm cái dòng máy nào thì cứ gọi trực tiếp cho bên em, số điện thoại là 0967 702 477 nhé. Đó, em đọc lại số điện thoại là 0967 702 477. Thì bà con cứ gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ tư vấn và gửi hình ảnh video chi tiết cho bà con nhé. Đó, cơ sở của bên em thuộc ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, nằm trên trục quốc lộ 14 bà con nhé. Rồi đây, hôm nay em có báo giá trực tiếp lên các cái mặt máy đây thì bà con cứ xem video. Đấy thì hôm nay có các dòng máy rất đẹp bà con. Em lựa đã các dòng máy ở phần trong rất là cao, như con số 1 là Kubota CT35 này. Đó, con số 2 là con Mitsubishi số đảo chiều xuôi ngược này, một giò hai bánh lỡ nhá, tay lái quay 360 độ, con này cực kỳ VIP luôn. Đó, và con Mitsubishi MM556 nhá, 556 này. Đó, con này rất là đẹp này, có số nhanh chậm luôn, cực kỳ VIP luôn. Con này là con Zangma PRT65 này, phần trong còn rất là mới. Và một con cuối cùng là con Zangma ITA6S, vừa đề nổ vừa giật nổ, chạy dầu bà con nhá. Con này chạy dầu bà con ạ, chạy dầu nhá. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy thì hôm nay em có quay video chi tiết từng con máy thì bà con cứ xem nhá. Đặc biệt là ưng con máy nào thì cứ gọi cho bên em thì em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho. Rồi. Mấy con Zangma đẹp lắm các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Con cái xu này cũng mới này. Đó, cực kỳ mới luôn. Em sẽ quay chi tiết, không để bà con chờ đợi lâu, em sẽ quay chi tiết từng con nhá. Rồi, cũng rất là lâu rồi, có một con máy, con số 1 là con CT35, Kubota CT35. Con này thì nói chung là rất nhiều bà con săn đón và tìm con máy này trong thời gian vừa qua. Tại vì nó, trọng lượng của nó là cực kỳ nhỏ, nhẹ và nhưng mà lại tính năng thì lại là rất là đầy đủ bà con. Con này là chuyên tạt, chuyên sới và chuyên lên luống bà con nhé. Con này nó không kéo được cày trâu, nó không có làm xí nhảy cầu cào được đâu, mà nó chỉ có tạt và vun. Thì trong thời gian vừa qua bà con nào mà cần hỏi các cái dòng máy CT35 này ấy, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho bên em nhé. Con số 1 CT35, tay lái quay 360 độ này, có thể nâng hạ con thắt tay lái, con này rất là mới luôn bà con. Kubota UHV nhá. Đó, nó lọc bụi bằng nhớt này. Con này cực kỳ mới luôn. Lỗ cáp của nó rất là đẹp luôn này. Để màu hết nhá. Đó, đây, lỗ cục số đây. Tỷ lệ phần trăm của nó còn rất là cao. Và so là xiếc của nó còn rất là đẹp luôn này. Vàng ươm hết nhá. Bình xăng con này bằng nhựa. Con số 1 giá là 8,5 triệu. Giá hôm nay là em có báo là em bao ship toàn quốc và bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đó, bà con cứ yên tâm, bao ship toàn quốc và bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, CT35 đây. Con này thì nó sẽ có đi 2 số tiến 1 số lùi nhá. 2 tiến 1 lùi, 2 số tiến 1 số lùi này. Rồi là có 1 sới 1 tạt nhá. Tức là con này nó sản xuất ra là vòng tua tạt của nó là rất là nhanh rồi bà con. Cực kỳ nhỏ gọn luôn, trọng lượng con này nó tầm khoảng 45 kg thôi. 45 kg thôi. Cực kỳ nhỏ gọn bà con nhá, nó nhỏ hơn cả con máy bên cạnh luôn. Đó. Thì đây có tay lái quay 360 độ này. Con này là mình có thể làm tạt trước tạt sau, sới trước sới sau đều được hết bà con nhá. Đó, là rất là VIP luôn. Tuy nhỏ nhưng mà cái tính năng của nó thì nó rất là đầy đủ. Thực sự con này rất là đầy đủ luôn. Đây là quay tay lái 360 độ này. Số nó sẽ có đi 2 số tiến, 1 số lùi, 2 tiến 1 lùi này. Đó. Và một sới một tạt này, tần số của nó đẹp đẽ nguyên nhá. Giờ để nó đây. Bẩn bếp của nó đây còn rất là mới này. Và nó tác của nó đẹp lắm. Một vàng bảy màu hết. Rất là sáng sủa luôn. Từ những con đúc nhỏ này. Từ những con đúc nhỏ rất là mới luôn bà con. Rồi, ở trên tay của nó thì nó có bóp cài côn này, bóp cài côn nhá. Và đây là bóp nâng hạ coi thấp. Bóp nâng hạ coi thấp này, tay ga này, công tắc tắt máy này. Đó. Bình xăng nhựa này, con này công suất là 4 ngựa bà con nhé, 4 ngựa. Máy móc của nó đây. Ok, con nó rất là đẹp luôn này. Đó. Cái này hai bánh lỡ này. Hai bánh lỡ là nó chưa được từng. Nó chưa được 20 phân rồi bà con nhé. Không được 20 phân rồi bà con, như thế này. Đo một găng tay là nó còn thò một găng tay đây. Đây tức là từ mép bánh này, em đo đây nhá. Em đo đây, được chưa? Đấy, tức là nó còn không được một găng tay đâu, nó khoảng 18 17 phân thôi. Rất là hẹp, gọn gàng cho mình. Đó, con này thì dàn phay cũng có thể tháo ra để mà thay đồ đạc được nhá, rất là dễ dàng nhá.
Đó, CD35. Máy rất là mới luôn. Thực sự là cái tỷ lệ của nó xài rất là ok. Bô bếp chưa reset này. Em ok, mình thấy nhá. Rồi. Thì ok luôn. Kubota. Này đẹp lắm. À bánh lỡ. Hiện tại con này đang đi bộ sới đất này. Đang đi bộ sới đất rồi con nhá. Đang đi bộ sới. Rất là mới luôn, chưa reset. Đẹp lắm. Chưa reset này. Điểm chưa mòn luôn. Hiện tại đang đi bộ sới đất, mà con không thích thì em sẽ đổi cho bò con bộ tạt nhá. Đó. Thì ok. Đuôi này có thể tháo ra để thay bạc đà đúng biết, rất là dễ dàng. Rồi con số 1 giá là 8.500.000 nhá. Là bao ship tới tận nhà cho bà con. CT35, tay lái quay 360 độ. Ở phía sau có một cái bánh lái đuôi đầy đủ hết nhá. Bà con kiên trí. Rất là mới luôn, rất là nhẹ nhàng này. Cực kỳ nhẹ nhàng bà con càng luôn. Đó. Rồi ok. Tiếp theo đến con số 2. Con số 2 này thì nó là một con máy mà đời cao nhất của Mitsubishi. Tay lái quay 360 độ. Một giò hạ bánh lỡ. Con này là số cực kỳ VIP luôn. Con này là sản xuất ra là chuyên để tạt luống rồi nhá. Chuyên sới và tạt luống. Đây, hiện tại đang sử dụng động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV, là một trong những cái phiên bản động cơ đời cao nhất của Mitsubishi. Con này công suất là đi 6 ngựa bà con nhá. 6 ngựa này. GM182 Mitsubishi, Mitsubishi này. GM182 6.0 VS nhá. 6 ngựa. Con này thì rất gọn gàng và nhẹ nhàng. Nhưng mà công suất đến 6 ngựa là cực kỳ mạnh mẽ. Cũng là một giò hai bánh lỡ bà con. Một giò hai bánh lỡ này. Con này nó còn hẹp hơn cả bánh con kia luôn. Đây. Còn dư ra hai đốt tay này, đúng chưa? Con này thì lại dư hơn một chút, dư hơn một đốt tay thôi. Con này thì dư hơn hai đốt tay. Đó thì tức là hai bánh này của nó có thể trở mặt ra để mà mình có thể là đi đánh hẹp nhá, đi đánh hẹp hoặc là đi đánh động. Đó, con này cực kỳ VIP luôn. Đây, con số 2. Đây động cơ GM OHV, con này mới lắm mà con. Siêu mới luôn. Con này nó tương tự như các cái dòng TS 700, 700W kép hoặc là Mitsubishi MM gì đó. Đây, số con này lại VIP một cái là nó có 1, 2, 3 số tiến nhá, 3 số tiến, 1 số lùi này. 3 tiến, 1 lùi nhá. Đó. Rồi có 1 sới, 1 tạt. 1 sới, 1 tạt nhá. 3 tiến, 1 lùi, 1 sới, 1 tạt. 3 tiến, 1 lùi, 1 sới, 1 tạt. Đó. Đây có ngắt sới đầu rò bà con. Đây là ngắt sới đầu rò bà con nhá, ngắt sới đầu rò này. Đó, đây là gài côn này. Rất VIP này. Sới xuôi, sới ngược, nhanh chậm đầy đủ hết bà con nhá. 2 số sới và 2 số tạt, quên con này có 2 số sới, 2 tạt nhá bà con nhá. Hai sới hai tạt con nhìn thấy này. Đây, sới nhanh sới chậm này, tạt nhanh tạt chậm này, bà con nhìn thấy chưa? Đó, sới nhanh, đây là sới nhanh sới chậm này, tạt nhanh tạt chậm nhá. Đó, tức là bà con nhìn thấy chưa này, tức là nó có hai sới hai tạt là thành 4 số đánh nhá, thành 4 số đánh. Đó. Thành 4 số đánh. Rồi. Cánh của nó, bửng của nó thì có thể nâng lên hạ xuống này. Rất là VIP luôn, con này hai sới đây. Đây bà con nhìn thấy này, con này đang đi một bộ là bộ chuyên tạt bà con. Chuyên tạt luôn nhá, chưa có mòn. Hiện tại con này là bọn em đang để trong cái tình trạng là tự nhiên là chưa có sơn xiên gì hết nhá. Còn rin nguyên, cái hộp vỏ này có thể tháo ra để có thay bằng đạn nó điếc này. Hộp bục giáp nhá. Dạng phếu này. To như bàn tay của mình luôn đúng chưa? Cực kỳ to luôn. Bốn cánh này chuyên tạt. Có một cái liềm móc ở đây. Đó. Thì tức là con này ấy là mình có thể quay xuôi. Quay tạt tạt trước tạt sau, sới trước sới sau. Quay tay lái 360 độ đều tạt được hết bà con nhá. Đó. Đây động cơ của nó đây bà con. Ốc bác của nó đây nhá. Rất là đẹp luôn. Đúng chưa? Đó, rin nguyên nhá. Rất là ok luôn. Đó. Máy móc đây, sơn xiếc đây. Con này VIP lắm bà con. Thực sự đây là con này là hộp số nó liền luôn với lại là các cái dòng TS 700 là nó tách rời, nhưng mà con này hộp số với dàn phanh nó liền luôn với lại là hộp số luôn. Đó nên là nó sẽ rất là mạnh và nhanh. Hai sới hai tạt, 3 số tiến, 1 số lùi nhá. Cũng có thể quay tay lái 360 độ được nhá. Đó, đầy đủ hết. Động cơ Mitsubishi OHV GM182 công suất là 6 ngựa, có lọc bụi bằng nhớt này. Bánh răng cao su hẹp này. Hẹp từ khoảng 15 18 phân nhá. Đó. Con số 2 giá 13 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Nói chung là các cái dòng này đây. Bình xăng rất là mới luôn, được chưa? Xăng rất là mới. Rồi ok. Con này thì nếu bà con nào mà chuyên tạt làm diện tích lớn, chuyên tạt trên vun làm diện tích lớn nhá, thì dùng con máy này, hoặc đi rãnh hẹp thì dùng con máy này nhá. Rồi, giá của nó là 13 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi ok. Đây, con này có nâng lên hạ xuống này. Gài côn trên tay này. Có ngắt sới đầu rò này, gài côn trên tay này, công tắc tắt máy này. Rồi là nâng hạ coi thấp này, quay tay lái 360 độ. Là nói chung là đầy đủ hết nhá. Rồi ok, tiếp theo đến con số 3.
Số 3, đây là một con máy Mitsubishi MM556 mà ở chết ở bình xăng, nắp bình xăng bị thiếu mất cái nắp bình xăng nhá. Em sẽ có đầy đủ nắp bình xăng cho bà con. À, con số 3 là con máy Mitsubishi MM556 là một con máy đa chức năng, tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ các thất tay lái. 556, đây là một con máy mà đang sử dụng một cái đuôi sới, là đuôi số sới nhanh chậm thỏ rùa của dàn phay bà con nhá. Và cái tỷ lệ của con máy này rất là đẹp, còn rất là cao. À, chỉ là thiếu một cái nắp bình xăng thôi, em sẽ đây cho đầy đủ nắp bình xăng vào cho bà con. Bánh lốp bánh 400-7, cốt lục giác nhá, dàn phay chưa mòn, gầm là chưa reset. À, tính năng chính của nó thì đó là sới đất này, phay đất, cày đất, tạt đất, vun đất lên luống, vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua, vun dưa leo, vun đậu phộng, làm la ghim rau màu bà con nhá. Đặc biệt là nó có thể là dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn mấy lồng bừa ruộng nước ruộng thụt, kéo thùng gắn rơ móc và làm sới nhảy sới cầu cào nhá, cực kỳ ngon. Rồi bình xăng con này bằng nhựa bà con này, bằng nhựa nhá, không bao giờ sợ bị rỉ sét hay là cấn cặn, cực kỳ ngon luôn. Báo xăng này, được chưa? À, đây là cũng là một con máy mà Mitsubishi sử dụng động cơ là GM182, công suất là 5,5 ngựa. Đây bà con, đây con này cũng là con động cơ GM182 nhá, nhưng mà con này chỉ có 5,5 ngựa thôi, tại vì là bên Nhật là người ta hãm cái hệ chế độ ga lại nhá, là chỉ có 5,5 ngựa thôi. Còn thường thường của nó là 6 ngựa với 6,2 ngựa. Có những con máy thì nó lại dùng con này tạt nhanh thì nó lại dùng 6,2 ngựa, nhưng mà các cái dòng sới đuôi có cái vòng tua nhanh chậm của cái này này, con này rất là vip luôn bà con. Nó có thể đảo chiều hộp xích này để tăng công suất gấp đôi của dàn phay, và dàn phay cũng có số thỏ rùa nhanh chậm luôn, thì tức là nó sẽ có đi 4 tầng thỏ rùa nhanh chậm nhá, để mình có thể tạt luống, là cực kỳ vip. Đó, thông thường là như con Songma này chỉ có 2 tầng thỏ rùa nhanh chậm thôi, nhưng mà con này thì nó đến 4 tầng thỏ rùa nhanh chậm bà con. Đó. Đây, máy móc con này thì đẹp lắm bà con, thực sự còn rất là mới luôn. Đấy, Mitsubishi đi nhá. Đây. Có là củ bằng nhớt này, củ bằng nhớt đấy nhá. Bộ chế bộ chiếc là bằng ươm trắng tinh, và so là chiếc đây. Động cơ GM182 nhá, công suất là 5,5 ngựa nhá, 5,5 ngựa. Mình có thể xả thành 6 ngựa bà con nhá, cực kỳ ok. Đó, bô biếc của nó đen xỉ xăm xịt đây, hơi chảy chảy xíu thôi nhá. Đó, bô biếc của nó đen nguyên. Đây, bánh lốp mờ. Rồi, bánh lốp của nó đây. Bánh là 400-7 nhá. 400-7. Đó, bánh lốp còn cực kỳ đẹp, chưa có rạn nứt gì hết nhá. Đó. Nói chung là tỷ lệ của nó còn rất là cao. Lốp đây. Đấy đây nhá, ốc đa. Cốt bên trong lục giác, bên ngoài lục giác nhá. Đó. Rồi em sẽ quay từng chi tiết trong từng bộ phận cho bà con. Đây là cần số của nó, nó còn 7 màu này. À, số của nó sẽ có đi này, 1, 2 này, 3 số tiến và 2 số lùi. 3 số 1, 2, 3 số tiến và 2 số lùi nhá. 3 tiến 2 lùi kết hợp với cần thỏ rùa nhanh chậm đây. Đó, là thành đi 6 số tiến và 4 số lùi nhá. 6 tiến 4 lùi. Đấy, 6 số tiến và 4 số lùi. Có quay tay lái 360 độ 7 màu này. Có nâng hạ co thấp tay lái này. Có côn chuyển hướng này. Bóp phải chuyển phải bằng nhựa nhá. Côn bằng nhựa hết nhá. Bóp phải chuyển phải, bóp trái chuyển trái này. Gài côn trên tay này. Có số sới nhanh chậm, thỏ rùa nhanh chậm của số sới này. Nói chung là cực kỳ vip luôn bà con. Đây, số sới nhanh chậm nhá. Số 1 và số 2 nhanh chậm của số sới. Và mình có thể là đảo chiều hộp xích này, đảo chiều hộp xích này nhá, để tăng công suất gấp đôi của dàn phay này nhá. Đó, cực kỳ hay. Rồi. À, Mitsubishi đây bà con. Nói chung là con này thì còn phần trong của rất là cao bà con, thực sự là còn phần rất là cao luôn. Bao cao của nó đây nhá. Rất là đẹp luôn này, chưa đỉnh xét nhá. Đó, nói chung con này tỷ lệ còn cao lắm bà con, thực sự rất là cao luôn. Sơn xi đây nhá, các tem chắn này của nó này, còn mềm như bún luôn bà con, mềm như bún luôn nhá. Đó, mềm như bún luôn, chưa cứng một tí nào hết. Giờ 656 đằng sau có bánh lái đuôi nhá. Rồi có nâng hạ co thấp tay lái này, đó, rồi là có bóp côn chuyển hướng này, có tay ga này, gài, tức là gài dàn phay ở trên tay luôn. Có rất nhiều dòng máy nhưng mà chỉ con này là có gài dàn sới ở trên tay đó. Rồi đây gầm giò của nó đây bà con nhá. Đây, bánh lốp cũng đẹp này, bánh lốp 400-7 này, 400-7 nhá. Cốt lục giác của con này đẹp lắm, cốt còn nguyên rin nguyên, còn nguyên trắng nguyên, gầm dàn phay đây còn nguyên sơn tích điện màu vàng nhá. Nói chung là còn chưa để xét, chưa để nhớ gì nhau gì hết, con này còn đẹp lắm. Rồi bà con nhìn thấy gầm dàn phay chưa, gầm dàn phay này. Rồi em sẽ quay gầm dàn phay cho bà con. GM182 nhìn sang nhựa nhá, lốc nhôm trắng tinh, ốc áp còn đẹp ra hết. Động cơ GM OHV nhá, OHV. Rồi đồng ý chưa, đồng ý chưa, gọi cho họ. Rồi Mitsubishi MM556 quay dàn phay cho bà con. Tính năng thì nó là sới đất, phay đất, cày đất này, tạt đất, vun đất lên luống nhá,
vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua. Con này làm bánh lòng bừa rụng nước rụng thịt thì cực kỳ vip luôn. Và đặc biệt là cái cặp bánh này, là cặp bánh này đã mình thu hẹp nhất và được tầm khoảng 30 phân. Rộng hơn, hẹp nhất của bánh cao su này là 30 phân nhá. Còn nếu bà con muốn hẹp hơn nữa, mình mua thêm một cặp bánh sắt hẹp, cho hẹp tầm khoảng 28 phân bà con nhá. 25 đến 28 phân. Chuẩn nhất cho bà con. Rồi ok, để đi đánh hẹp. Rồi, đây là dàn phay của nó đây. Đây là dàn phay của Mitsubishi đây bà con. Con này. Rất là ok luôn đúng không ạ? Đó, thực sự là con này rất là ok luôn. Cực kỳ đẹp luôn bà con này. Đó thì chưa reset này. Nói chung là thứ nhất là chưa reset, thứ hai nữa là liềm sới là chưa có mòn đây. Con nhìn thấy là liềm sới chưa mòn nhá. Được chưa? Còn đỏ tươi nguyên. Còn nguyên sơn luôn nhá. Đó, đỏ tươi, cùi đỏ tươi hết. Thì đây là cái tình trạng thực tế mà một con máy mà em đang quay. Thì bà con cứ xem thì bà cảm thấy mà ok con nào thì cứ báo em nhá. Số điện thoại là 0967702477. Bà con cứ gọi trực tiếp hoặc cái bạn Zalo sẽ tư vấn cho. Đấy, cái đuôi sới này có thể tháo ra để mà xử lý được dàn phay nhá. Dàn bạc đạn hoặc là trùng xích hay như nào đó trong quá trình mình sử dụng lâu dài. Rồi. Hiện tại đang đi bộ sới đất, đây. Nếu bà con không thích thì em sẽ đổi cho bà con bộ tạt nhá. Đó. Rất là đẹp luôn, được chưa? Liềm sới rất đẹp luôn. Gầm giò bánh đây. Yeah. Rồi ok. Con số con số 3 giá là đi 12 triệu nhá. 12 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. 12 triệu bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Rồi ok. Tiếp theo là đến con số 4. Con số 4 đây là con máy mà cũng Zangma PRT65. Con này công suất là 6 ngựa 2 của Zangma. Tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ quay thấp tay lái. Là một con máy rất là liền lạc, đầy đủ, đặc biệt là đời cao nhất của Zangma. Động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV, bô đen xì luôn này. Ốc hơi rỉ một chút xíu thôi. Đó, máy xéo, máy nghiêng OHV là một trong những phiên bản động cơ đời cao nhất của Zangma. Dàn phay này có thể tháo tách rời để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lòng bừa ruộng nước ruộng thụt tới thùng cơ rô móc và làm xí nhảy cò cào nhá. Đó, thì nói chung là đây là con máy mà đời trung, tức là đời phân khúc tầm trung, đời cao của máy Zangma nhá, của dòng Zangma. Có hộp đèn hộp tiết này. Đó, đây. Đó. Con Zangma này thì nói chung là tỷ lệ còn rất là đẹp. Và tí cho dịch máy đây kia để xịt nước nhá, không làm hướng vào con Zangma này nhá, thôi nhá. Đó. Rồi có côn vi sai chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải nhá. Đó, Zangma đây thì nó cũng rất là nền nỉ, đặc biệt là phụ tùng thông dụng Mitsu này cũng phụ tùng Mitsu và Zangma, phụ tùng thông dụng, đặc biệt là ổn định cao và nó rất là gọn gàng, nhẹ nhàng nhá, trọng lượng của nó rất là vừa phải. Thì hai cái dòng này là hai cái dòng mà đời của nó là đời cao, nên là các cái tính năng, đặc biệt là cái trọng lượng của nó là nó cân đối với nhau. Đó, bà con cứ cân đối xem là mua con nào, dòng nào nhá. Thì đây là con máy Zangma PRT55 thì đây, máy móc của nó đây, bánh của nó đây. Cốt bên trong là cốt lục giác nhá. Đó. Lốp là lốp cũng 400 từ 7 này. Lốp cũng đẹp đẽ nguyên nhá, chưa đạn nứt bà con nhìn thấy chưa? Đó, chưa đạn nứt thì hết rồi nhá. Đó, rất là ok luôn. PRT65. Zangma PRT65, đây là một cái phiên bản cực kỳ cao của Zangma. Đây, máy móc này bà con nhá. Sẽ đẹp đẽ hết. Đèn này thì hơi bị bể cái tiếng này chứ, bằng nhựa nhá. Đèn nó bằng nhựa hết. Đây bình xăng của nó đây. Bình xăng của nó đây bà con nhá, cũng trắng tinh luôn. Đó, chưa có reset gì đâu nhá. Chưa reset thì còn rất là đẹp luôn. Rồi. Động cơ là động cơ GA160. À con này có 6 ngựa bà con nhá, con này 6 ngựa nhá. 6 ngựa. GA160, công suất là 6 ngựa, có lọc bụi bằng nhớt này. Đây, máy móc của nó đây. Ốc áp của nó sạch sẽ nguyên vàng ương hết nhá. Đó. Gầm giò đấy bà con. Thì con Zangma này cũng rất là chắc chắn. Hộp xích này cũng rất là lớn. Hộp xích của con Zangma này là nó sẽ lớn hơn của Mitsu một chút nhá. Đó, hộp xích rất là lớn luôn. Số của nó đây nó sẽ có đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 số tiến và 2 số lùi nhá. 6 tiến, 2 lùi kết hợp với lại cần thỏ rùa nhanh chậm các con nhá. Đây, đây là cần thỏ rùa nhanh chậm này. Còn đây là cần đâu nhỉ? Đây là cần thỏ rùa nhanh chậm này. Còn đây là cần gài sới này. Cần cài sới đây nhá, cần thỏ rối như chậm đây. Đó, là thành đi 6 tiến 2 lùi. Có nâng hạ, có thấp tay lái này bằng inox này. Rồi quay tay lái 360 độ bằng inox này. Cần số bằng inox này nhá. Đó. Rồi có gài côn khẩn cấp này. Tại đây gài côn khẩn cấp này, nhả côn khẩn cấp này. Đó. Rồi có côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Có nâng hạ, có thấp tay lái phụ này. Đó, các cái tay này thì bọn em chưa có bắt xuống thì nó hơi bị lông côn một xíu nhá. Yên trí là sẽ đầy đủ hết cho bà con. Rồi các cái tấm chắn này của nó đẹp đẽ nguyên nhá, chưa rách rưới gì hết. Đây, đúng chưa?
Rồi em sẽ quay dàn phay rồi con. Để bác và con, con này thì sơn phi còn ok hết, chưa đụng chạm cái gì nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Tỷ lệ của nó còn rất là cao con. Rồi. Đây, con này thì hiện tại đang đi bộ sới. Sới đất đây thì còn rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng chưa có bị mòn miếc gì cả. Biển sới là chưa bị mòn miếc gì đâu nhá. Chưa bị mòn miếc gì hết. Cực kỳ ok. Dòng ma. Đó. Bà con không thích bộ sới em sẽ đổi cho bà con bộ tạt nhá. Còn không thích tạt em sẽ đổi cho bà con hoặc là mua thêm bộ tạt nhá. Em sẽ bán thêm cho bà con. Rồi ok. Rồi, con số 4. Con số 4 này. Con số 4 giá là đi 12,5 triệu nhá. 12,5 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, hai đối thủ cùng phân khúc, cùng giá tiền, ngang giá tiền với nhau. Đời cao như nhau và trọng lượng kích thước tương đối như nhau. Rồi ok. Tiếp theo đến con số 5 là một con máy chạy dầu Zangma ITA 6S. Đây là một con máy phiên bản động cơ đời cao nhất của Zangma ITA 6S, 6 ngựa L60, vừa đề nổ vừa giật nổ bà con nhá. Đó. Và nó là chạy dầu. Tính năng chính của nó là sới phay cày tạt. Sới phay cày bừa, kéo móc, kéo cày trâu cày lật, kéo thùng rơ móc, bừa rụng nước rụng thụt nhá. Cực kỳ ok. Đó, bà con. Bánh lốp đây nhá, cho cốt lục giác này. Dòng ma. Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi, giật nổ cho anh cái. Rồi bây giờ em sẽ giật nổ cho bà con nghe con máy Zangma L60 này nhá. Các cái dòng máy dầu này thực sự ra là với tỷ lệ phần trăm nó còn đẹp như thế này ấy, thì cũng sẽ không giới thiệu nhiều, không quay nhiều. Tại vì đây bà con, đó, đèn đóm đây. Đây nhá, lọc bụi bằng nhớt này, đúng chưa? Động cơ Zangma L60 này, Zangma diesel L60 nhá. Đó, cốt lục giác đây. Đây, quay máy bên trong cho bà con. Đây bà con nhá, đúng chưa? Rồi đây. Đây, giật nổ thì đơn giản thôi. Con này thì em chưa có lắp bình ắc quy nhá, tại vì là bọn em rửa lên sạch hết để quay thôi. Dàn phay đây bà con nhìn thấy dàn phay chưa? Đây, siêu đẹp luôn nhá, chưa mòn này. Đúng chưa? Liềm sới chưa mòn nhá. Dàn phay này rộng khoảng 80 phân. Bửng biếc đẹp đẽ nguyên nhá. Đó, đỏ tươi, chưa reset, chưa rỉ nhớt rỉ nhau gì hết. Reset thì có rỉ rồi. Đó, nhưng mà chưa rỉ nhớt rỉ nhau gì hết. Liềm phay còn rất là đẹp luôn. Liềm phay còn mới tinh này. Đó, và đây dài hơn một găng tay luôn nhá. Liềm sới này rất là dài luôn, dài hơn một găng tay của em. Đúng chưa? Đó, cực kỳ dài luôn và đẹp dưới đây. Đó. Rồi ok. Rồi bây giờ em sẽ giật nổ nhá. Bánh lái rin này. Mình lại quay. Rồi giật nổ đi Tùng ơi. Một lô máy rất là đẹp luôn, giật nổ đi. Kéo ga này. Rồi ok. Cẩn thận. Rồi. Đóng le này. Rồi, bà con nghe thấy tiếng nổ này đúng không ạ? Đây là Zangma. Đây là Zangma L60. Rồi, ok. Tiến lùi đi, tiến đi lùi đi. Tiến, lùi. Zangma L60 đây các là các cái dòng mà nói chung là cũng bên em cũng đã bán rất là nhiều. Thực sự là bán cực kỳ nhiều luôn trong thời gian vừa qua. Rồi. Ok, cho lùi nào. Rồi. Ok. Tắt máy. À, cho quay dàn phay đi, cho quay dàn phay luôn. Về số mò cho quay dàn phay. Rồi, quay dàn phay nào. Ok chưa? Rồi, được rồi. Ok. Tắt máy. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Con máy dầu này là em không báo giá đâu bà con nhá. Bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Số điện thoại em để ngay bên dưới phần mô tả video 0967702477 nhá. Giá em đã báo giá rõ từng con máy, từng video, từng cái dòng máy cho bà con nhá. Rồi, cảm ơn bà con ạ. Rồi em chào bà con.